7 câu chuyện, 7 bài học đáng giá ngàn vàng. Nhân quả báo ứng tơ hạo không sai, một mãi long bụi trần cũng không thoát. Nghiệp thiện ác luôn theo ta như hình với bóng. Vậy vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt chứ? Câu chuyện thứ nhất, quả báo những lời thô ác, chửi mắng. Khi Đức Phật còn tại thế, có lần Ngài cùng với các tỳ kheo trên đường đi về thành Tỳ Xá Ly. Đến sông Lê Việt, Ngài thấy những ngư phủ bắt được một con cá có 100 cái đầu, và có tới 500 người cùng nhau kéo con cá lên bờ, nhưng không sao kéo được. Bây giờ, có 500 người chăn bò bên bờ sông, họ đều thả bò và cùng nhau phụ kéo. Nhờ sức của 1.000 người hợp lại mới kéo được con cá lên bờ. Thấy con cá quái lạ, mọi người tranh nhau đến xem. Phật và các tỳ kheo cũng đến. Phật liền nói, người có phải là Ca Tì Lê không? Con cá đáp, thưa phải. Ngài lại hỏi, thầy của ngươi hiện đang ở đâu? Con cá đáp, thầy tôi đã bị đọa vào địa ngục A Tỳ rồi. Lúc ấy, tôn giả A Nan chứng kiến và nghe qua câu chuyện, lấy làm lạ mới thưa Phật, Bạch Thế Tôn, chuyện này là thế nào? Phật bảo A Nan, thuở xưa khi Phật Ca Diếp ra đời, có một người dòng dõi Bà La Môn, người này sinh được một người con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê. Ca Tỳ Lê thông minh, học rộng, nghe nhiều, bậc nhất. Sau khi cha Ca Tỳ Lê qua đời, người mẹ hỏi, này con đã là bậc cao minh, thế gian này có ai biện luận thắng con không? Người con thưa, hàng sa môn rất giỏi, con có nghi ngờ gì đến hỏi họ, họ đều giải thích cho con hiểu rõ. Ngược lại, nếu họ hỏi con không sao trả lời được. Người mẹ hỏi con, làm thế nào con có thể học được pháp của họ? Người con thưa, nếu muốn học pháp của họ thì phải là sa môn, chúng ta là hàng bạch y, làm sao có thể học được? Người mẹ bảo con, này con tạm giả làm sa môn để học pháp của họ, khi nào học thành sẽ trở về nhà. Người con nghe theo lời mẹ dạy, giả làm tỳ kheo. Trải qua một thời gian ngắn, người con học thông cả Tam Tạng và hoàn tục trở về nhà. Người mẹ lại hỏi, bây giờ con biện luận thắng họ chưa? Người con thưa, vẫn chưa thắng được họ. Người mẹ lại bảo con, từ nay trở về sau, mỗi khi đàm luận với họ, nếu không thắng thì con quay sang chửi mắng, làm như thế con sẽ thắng được họ. Người con nghe theo lời mẹ dặn, sau đó người con đàm luận với các tỳ kheo bị thua, nhớ lời mẹ dặn, liền quay sang mắng các tỳ kheo. Các ông là những sa môn ngu đần không hiểu biết, đầu các ông như đầu thú. Thế rồi, người con dùng đến cả 100 đầu thú để so sánh mắng chửi các tỳ kheo. Do trước kia, người con mắng nhiếc các tỳ kheo như vậy, nên nay mắc quả báo phải mang thân cá, một thân có 100 đầu, đủ tất cả các loại đầu của các loại cầm thú, như đầu lạc đà, đầu lừa, đầu bò, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê, đầu chó, vân vân. Tôn giả A Nan hỏi Phật, đến khi nào người con kia mới thoát khỏi thân cá này? Đức Phật bảo A Nan, trong kiếp hiện, khi 1.000 Đức Phật xuất hiện và nhập diệt hết, rồi kẻ ấy vẫn không thoát khỏi thân cá này. Thế nên, mọi người phải hết sức thận trọng đối với 3 nghiệp thân, khẩu và ý. Trích Kinh Hiền Ngu. Các bạn thân mến, chúng ta đều không hề nhìn thấy được đời quá khứ của chúng ta gây tội lỗi gì, cho nên đời này đã có được thân người, chứng tỏ còn sót chút căn lành, dứt khoát phải cố gắng tích đức tu thiện để cải tạo vận mệnh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc, mau mau gấp rút mới có thể thoát khỏi biển sanh tử luân hồi, thật là đáng sợ. Câu chuyện thứ hai, coi thường sinh mạng chúng sanh, nhân nào quả đấy. Khi Đức Phật ở Kỳ Viên Tinh Xá, có 7 vị tỳ kheo từ phương xa muốn đến hậu thăm Phật. Đi giữa đường thì trời tối, nên mới ghé vào một ngôi chùa xin nghỉ qua đêm. Sau chùa có một hang thất vừa đủ cho 7 vị nghỉ. Bất ngờ nửa đêm, một tảng đá từ trên cao lăn xuống lấp miệng hang thất. Thấy vậy, cả chùa đều thất kinh. Tất cả tăng chúng trong chùa cùng nhau ra sức để đẩy tảng đá, nhưng tảng đá khổng lồ kia cũng vẫn không di chuyển. Dân chúng các làng xung quanh nghe tin, chạy đến, xúm nhau dời đá, đá vẫn không nhúc nhích. Đến ngày thứ 7, bỗng nhiên tảng đá tách khỏi miệng hang lăn xuống hố. 7 thầy tỳ kheo thoát khỏi tù hãm đối khát khổ sở, sau đó tiếp tục đến ra mắt Phật và đem sự việc hết sức lạ lùng vừa rồi đã xảy ra bạch lên Phật. Đức Phật mỉm cười đáp: thuở quá khứ, cách nay 14 kiếp, có 7 chú một đồng, nhân thiết con kỳ đà liền rượt đuổi bắt để ăn thịt. Nhưng kỳ đà đã nhanh chân chạy vào hang. 7 chú một đồng không tha, quyết tâm đuổi bắt, nên làm đủ mọi cách để cho kỳ đà ra khỏi hang, nhưng kỳ đà cố thủ ẩn núp không ra. Trời chiều tối, 7 vị một đồng phải lùa trâu về chuồng, nên dùng đá lấp kín miệng hang để ngày mai trở lại bắt. Nhưng 7 một đồng quen lệ, nay cho trâu bò ăn cỏ đồng này, mai cho ăn đồng cỏ kia, mỗi ngày một đồng cỏ khác nhau, sau 7 ngày mới đáo hạn. 7 ngày sau, chúng trở lại đồng cỏ cũ, sực nhớ ra hang mối kỳ đà, chúng đến dời những viên đá lấp miệng hang. Kỳ đà quá đói, chẳng sợ chết, liều mạng bò ra. 7 chú mục đồng kia thấy vậy, động lòng thương, bỏ ý định bắt ăn thịt. Đức Phật nhìn thẳng vào 7 vị tỳ kheo giảng tiếp: 7 chú mục đồng kia chính là tiền thân của 7 người các ông ngày nay. Sự kiện xảy ra đá lấp miệng hang làm cho các ông khốn đốn đói khát suốt 7 ngày vừa rồi chính là quả báo mà các ông đã tạo đời trước, đời nay đến lúc phải nhận chịu. Câu chuyện thứ 3: mê đắm sắc của tôn giả A Nan Đà và sự thức tỉnh. Khi Đức Phật còn ở đời, em ruột cùng cha khác mẹ của Ngài là ông Nan Đà, con người bảnh trai lịch thiệp phong lưu, tham ái đa tình. Nhờ lịch thiệp bảnh trai lại là hoàng tử, nên Nan Đà đã sớm giao du với mọi người trong hoàng thân quốc thích, dự không biết bao nhiêu cuộc yến tiệc rượu nồng, cung phi mỹ nữ trẻ đẹp, đờn ca hát sướng. Lửa tình sớm đốt cháy nơi lòng, Nan Đà đã sớm thành hôn với thiếu nữ trẻ đẹp tên là Tôn Đà Lợi. Từ đó, Nan Đà đắm đuối bên vợ suốt ngày đêm. Chàng cảm thấy dường như vẻ đẹp của hoa lá cùng hương trời sắc nước của trần gian như đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho vợ mình. Nan Đà rất thích những buổi yến tiệc của hoàng tộc để chàng có dịp dắt vợ khoe giữa đám đông. Vui thích được nghe mọi người chúc tụng khen tặng vợ mình trẻ đẹp, đồng thời cũng không muốn vợ tiếp xúc giao thiệp với người khác. Chàng thương yêu vợ đáo để không rời xa một bước. Lòng ham muốn dục tình trong người Nan Đà như than hầm rực đỏ nung cháy trong lòng. Suốt ngày chỉ suy tính đến chuyện yêu đương ân ái giàu sang hưởng thụ cho thỏa tình. Nhưng lòng tham dục của kẻ không biết thiểu dục tri túc có bao giờ đủ đâu. Cho nên kẻ tham dục luôn luôn rơi vào hưởng thụ ích kỷ như người khác uống nước biển, càng uống càng cảm thấy khát. Theo thời gian, tâm trí và năng lực của Nan Đà chỉ biết cung phụng cho ái ân bạc tiền. Đức Phật thương ông sẽ trôi lăn triền miên trong vũng bùn ngũ dục, tài, sắc, danh, ăn ngủ, vô tình đem nuốt rụi đời mình trong đống lửa tham vọng dục tình, để rồi chuốc lấy nghiệp ác kéo lôi với đôi bàn tay trắng khi tắt thở lì đời. Mãnh lực yêu thương và niềm hy vọng sẽ được kế ngôi vị quốc vương đã làm cho Nan Đà mù quáng, không còn thấy được tia sáng chân lý cuộc đời. Sự thành đạo giác ngộ của Thái tử Tất Đạt Đa, sự hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh của Đức Phật Thích Ca, sự xuất gia theo Phật tu hành của Kiều Đàm Di Mẫu, Công Chúa Gia Du Đà La, La Hầu La và 50 hoàng tử trong hoàng tộc, cùng dân chúng và hoàng thân quốc thích, ai nấy lo tu đức, cúng dường tam bảo, làm việc thiện, bố thí. Những sự kiện dồn dập này đã làm cho Nan Đà suy nghĩ về cuộc đời, về kiếp sống của con người, về sự tu nhân tích đức. Nhưng sự suy nghĩ đó chỉ thoáng hiện qua trong đầu óc của Nan Đà, như đốm sao rơi giữa bầu trời dày đặc tăm tối. Đức Phật thương hại Nan Đà vì danh lợi ái tình mà ngày ngày đốt thiêu tiêu phí oan uổng năng lực tâm trí. Điều quý giá nhất của kiếp người là thì giờ, tâm trí và năng lực. Nhưng hoa quý đâu thường nở, trẻ đẹp đâu mãi còn, già bệnh chết không hẹn với người. Sau những lúc ái ân, vào những lúc tàn canh yến tiệc, khi vợ chồng bất hòa hoặc khi thân thể bệnh hoạn rã rời, lúc đó Nan Đà cảm như tử thần bên cạnh. Mỗi lần đến tinh xá Kỳ Hoàng thăm Phật, được nghe Phật thuyết về lý vô thường, tứ đế, nhân quả, từ bi hỷ xả, đạo quả giác ngộ, niết bàn, và trước tướng mạo trang nghiêm, dung nghi hỷ xả thanh thoát của Đức Phật, Nan Đà đã say sưa ngưỡng mộ về đức tướng trang nghiêm của Phật, tự so sánh mình và vẻ đẹp trần tục của vợ không nhầm vào đâu. Chẳng bao lâu, Nan Đà đã nghe theo lời khuyên của Đức Phật, phát tâm xuất gia thọ giới tu hành. Nhưng với Nan Đà thì thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, nên lòng lúc nào cũng nghĩ đến vợ, đến nhà và trong có dịp là chạy về thăm vợ. Lửa lòng chàng nung cháy hẫy hừng, nhớ thương vợ bứt rứt cầm lòng không đặng. Lắm lúc Nan Đà muốn xả giới để hoàn tục, hoặc đánh liều lén Phật về thăm rồi tới đâu thì tới. Một hôm, trước khi lên đường đến xứ Ma Kiệt Đà thuyết pháp giáo hóa, Đức Phật gọi Nan Đà đến căn dặn: "Hôm nay ta đáp lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Ta La, ta đến thuyết pháp cho vua và hoàng tộc nghe, và ta cùng đại chúng thọ trai cúng dường nơi đó, đến chiều mới về. Vậy ông ở nhà nhớ xách nước đổ cho đầy lu, rồi sau đó ông muốn làm gì tùy ý." Nan Đà nghe Phật nói thế, lòng rất đổi vui mừng, nghĩ bụng rằng ta sẽ múc nước đổ đầy lu trong chốc lát rồi ta thông dong về thăm Tôn Đà Lợi, người vợ thương yêu của ta. Lâu ngày không gặp nhau, khi ta về thăm, chắc là nàng mừng lắm. Đức Phật và tăng chúng vừa ra khỏi tinh xá Kỳ Hoàng, Nan Đà vội vã làm công việc múc nước đổ vào lu. Cứ thế, đổ mãi đến gần trưa, nhưng nước chỉ tới 2/3 lu, không tăng thêm được nữa. Dù cho ông cố sức chạy xách nước đổ vào lu cách nào, mực nước trong lu cũng chỉ thế, chứ không có đầy. Lấy làm lạ, Nan Đà bực mình quăng thùng nước, lật lu xem có phải lu nứt bể hay không. Nhưng hình thái lu vẫn còn tốt, không có một dấu vết nào là nứt lũng. Ông lại lật ngửa lu lại để ngay ngắn và bắt đầu dồn dập gấp rút hơn trước, xách nước múc đổ vào lu. Nhưng mực nước cũng chỉ đến nửa lu rồi ngừng. Dù ông ra sức xách nước đổ vào thế nào đi nữa, mực nước trong lu cũng chỉ thế thôi. Không nhẫn nại được nữa, Nan Đà quăng đôi thùng, nghĩ bụng rằng Phật và tăng chúng chiều tối mới trở về, tốt hơn ngay bây giờ ta về nhà thăm nàng Tôn Đà Lợi trước, rồi sau đó trở lại gánh nước đổ đầy lu cũng chẳng muộn gì. Vả lại Phật đâu có biết ta lén về. Nan Đà vừa bước vô nhà thì Đức Phật hiện ra trước cửa. Nan Đà thấy Phật giật mình thất sắc, mồ hôi toát ra như tắm, vội vàng quỳ lại ăn năn thú thật nước chưa đầy lu. Đức Phật ôn tồn bảo: "Nước chưa đầy lu, sao con đến đây làm chi?" Nan Đà hổ thẹn, cúi đầu lặng thinh không nói nên lời. Đoạn rồi Phật dẫn Nan Đà trở về tinh xá và hết lời khuyên nhủ để cho tâm trí ông mở mang và kiên nhẫn tu hành. Quán biết được cõi lòng của Nan Đà đang bị lửa tham ái âm ỉ đốt thiêu, nên Đức Phật dùng phương tiện để độ cho ông kẻo tội nghiệp. Đức Phật dẫn Nan Đà vào rừng, thấy con khỉ cái già, lông lá rụng hết, bài trơ lớp da sần sùi, gầy gò tanh hôi. Ngài hỏi Nan Đà: "Con khỉ già này có đẹp bằng nàng Tôn Đà Lợi vợ ông không?" Nan Đà nhăn mặt lắc đầu: "Bạch Thế Tôn, làm sao lại có thể so sánh được với nàng Tôn Đà Lợi? Bởi nàng trẻ đẹp dịu dàng, da thịt mịn màng như nhung gấm thiêu hoa, như trăng tỏa sáng, như mặt nước hồ thu." Đức Phật lặng thinh theo dõi dáng điệu lộ vẻ không bằng lòng của Nan Đà. Ngài càng thương hại cho ông không hiểu thân người bất tịnh, lại bị lý vô thường phá hủy, tạo thành sanh diệt huyễn ảo của kiếp người và vạn vật trên đời này. Con người và vạn vật ngày ngày lặng lẽ trôi về trạng thái già nua suy tàn, nhưng Nan Đà cũng như khắp trong thiên hạ có được mấy ai tỉnh ngộ. Ngài lại dùng thần thông dắt Nan Đà lên cõi trời thứ 33. Trước cảnh trí ngời sáng huy hoàng, cỏ hoa thơm ngát, thông reo thác đổ, cùng các tiên nữ diễm lệ hương sắc tuyệt trần đang dạo chơi thưởng hoa ngắm bướm. Vừa thấy Phật, các nàng tiên hân hoan vây quanh, mừng vui kính lễ chào Ngài. Nan Đà bỗng nhiên được sống trong cảnh trí hương sắc của tiên giới, cùng với những nàng tiên trẻ đẹp, lộng lẫy tuyệt trần. Lòng ông phấn khởi ngây ngất, quên đi cõi trần thế, quên cả nàng Tôn Đà Lợi, người vợ thương yêu của ông. Không cầm lòng được, bất giác Nan Đà hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ở đây cảnh trí sao mà quá đẹp, người sao quá diễm lệ tuyệt trần? Đức Phật hỏi Nan Đà: Ông thấy thế nào về vẻ đẹp của các tiên nữ so với nàng Tôn Đà Lợi, và vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi cùng với con khỉ cái già lông lá rụng hết, da thịt nhăn nheo kia? Bạch Thế Tôn, cả hai không khác gì nhau. Vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi so với các tiên nữ ở đây cũng như con khỉ đột già kia so với vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn quên đi cõi trần thế để được ở luôn nơi đây. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót cho con được tọa nguyện ở lại đây. Thấy Nan Đà mà thương hại, Đức Phật ôn tồn bảo: Nếu muốn ở lại đây thì ông nên trực tiếp đến hỏi các tiên nữ kia. Nan Đà vui mừng, lòng tràn đầy hy vọng, liền lẹ chân hướng về các tiên nữ mở lời: Thưa các cô, tôi thấy cảnh thấy người nơi đây, tự nhiên lòng tôi sanh cảm mến lạ thường. Tôi ước ao xin ở lại đây, không biết có được chăng? Các tiên nữ đáp: Muốn ở lại đây phải là người ở cõi trần đã có tâm trì trai giới hạnh tu hành, biết làm nhiều việc phước thiện, lòng đã dứt tình ái ân. Nhưng sao ở đây không thấy người nam nào hết, thưa các cô? Nan Đà hỏi: Chị em chúng tôi đang chờ mong ông Nan Đà, em của Phật đang ở cõi trần, biết phát tâm tinh tấn, trì trai giới hạnh tu hành. Khi công đức đầy đủ sẽ sanh lên đây, làm chủ nhân ông sống cùng với chị em chúng tôi hưởng thú vui hạnh phúc. Nan Đà mừng quá reo lên: Nan Đà chính là tôi đây. Các tiên nữ đáp: Nhưng bây giờ chưa phải lúc được ở chỗ này, vì Nan Đà còn kém tu, phước duyên chưa đủ, tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Nghe thế, Nan Đà thất vọng não nề. Sau đó Đức Phật lại dẫn Nan Đà xuống cảnh giới địa ngục. Trước cảnh tượng tội nhân bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành hạ, tra kẹp, gông cùm, thiêu đốt, máu chảy thịt rơi vân vân, thốt ra những tiếng thất thanh từ nơi ngục lạnh hầm trong biển lửa. Nan Đà khiếp đảm sợ run, bám sát lấy Phật. Phật dẫn Nan Đà đi khắp từ địa ngục này tới địa ngục khác, chứng kiến biết bao thảm trạng thống khổ hãi hùng của tội nhân. Nan Đà nãy giờ cúm rúm lặng thinh theo sát chân Phật. Có lúc ông phải nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng rùng rợn chật ních tội nhân. Kẻ thì bị cưa xẻ quăng vào vạc dầu sôi, kẻ bị ngồi trên bàn trong sắt lửa đỏ hừng hực cháy, kẻ bị trói vào trụ cột đồng nung lửa đỏ, kẻ bị quỷ dữ đuổi vào biển lửa cháy cong queo, vân vân. Đến một nơi khác, thấy vạc dầu sôi sùng sục mà không có tội nhân. Ba con quỷ đầu trong mặt ngựa cầm chỉ ba, mắt to lầm lầm, gầm gừ, trong tư thế sẵn sàng đâm tội nhân, ném vào vạc dầu sôi. Thế vậy, Nan Đà bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nãy giờ con thấy địa ngục nào cũng chật ních tội nhân bị hành hạ, nhưng sao vạc dầu sôi này là không có người? Đức Phật bảo Nan Đà: Ông nên đến hỏi quỷ chủ ngục. Nan Đà vừa bước đến, ba quỷ sứ đầu trong mặt ngựa há miệng như máu, răng tóc tua tủa như trong sắt, đồng thanh đáp: Nơi đây chưa có tội nhân là vì chờ Nan Đà, em của Phật không chịu giữ giới tinh tấn tu hành, chết sẽ đọa vào đây. Vừa nghe, Nan Đà hoảng hốt rú lên thất thanh, hồn bay phách tán, toát mồ hôi đầm đề, quỳ lại Phật cầu xin mau mau dẫn ra khỏi nơi khủng khiếp này. Sau khi Đức Phật dùng thần thông đưa ông Nan Đà trở lại cõi thế gian, ông hoàng hồn hồi tưởng lại những cảnh hãi hùng vừa đã chứng kiến. Ông thành tâm nghe lời Phật khuyên, dứt khoát bỏ vọng tâm danh lợi ái dục, dốc chí theo Phật một lòng tinh tấn chuyên tâm tu hành. Chẳng bao lâu ông chứng thánh quả. Nhưng thưa quý vị, suy nghĩ kỹ, đâu phải nào chỉ có tâm trạng của Nan Đà tham đắm lợi danh, đam mê ái dục, lòng nặng ích kỷ hưởng thụ. Nếu tôi không lầm, trong mỗi con người chúng ta đều mang tâm trạng ấy một cách nặng nề, sâu vào cốt tủy, làm hủy diệt biết bao khả năng thánh thiện của chúng ta. Tôn giả Nan Đà đã hơn người đời ở chỗ là biết hổ thẹn ăn năn sám hối. Ông đã kịp thời tỉnh thức lương tri, nghe lời Phật dạy gắn công tu hành. Sau khi được Phật phương tiện khai thị, ông đã hùng dũng đoạn trừ tất cả lòng tham ái lợi danh, khai nguồn tuệ giác, và cuối cùng Nan Đà đã trở thành bậc thánh thiện giác ngộ. Còn chúng ta thì sao? Có ai dám thành tâm tự nhận rằng tôi yếu kém xấu xa thua người, hay chỉ thích vạch lá tìm sâu, phê bình nói xấu, thiêu dệt thêm thắt lỗi lầm của người khác? Ai đã dám dứt khoát từ bỏ danh lợi ái ân, thật sống với chính mình, tự nhận mình quá ư phạm tục, để dõng mãnh phát tâm nguyện sống đời từ bi hỷ xả vị tha, để thánh thiện theo hạnh Phật, để lợi ích cho mình và cho người, hay chỉ quanh quẩn trong vòng tình cảm tham vọng hạn hẹp? Chính điều này tuy không thấy có hình thức, nhưng là cội nguồn của buồn khổ, của tội lỗi, của đọa đài bất an cho suốt cuộc đời mình và vạn loại sinh linh. Chừng nào biết dứt bỏ tình danh lợi, thì chừng ấy mới thực sự sống gần ánh đạo vàng giải thoát. Đắm sai sai chuyện thế gian, lợi danh tình ái khéo đa mang, bao giờ dứt bỏ tình danh lợi, là bước gần bên ánh đạo vàng. Thưa quý vị, đạo Phật là đạo từ bi giác ngộ, là đạo độ đời giải thoát mọi phiền lụy khổ đau. Mục đích của đạo Phật là thức tỉnh người đời sống thực với lòng mình và nhìn thẳng vào cuộc đời để nhận chân mình và hiểu rõ mọi hiện tượng thịnh suy thành bại của cuộc đời. Thực chất của thân người là sanh già bệnh chết, khổ và không. Thực chất của cuộc đời là danh lợi, ái dục. Con người và cuộc đời được xây dựng trên tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ và tất cả đều giả tạm. Con người suốt đời quanh quẩn đắm chìm trong vòng tranh chấp thị phi. Do đó, bi quan, lạc quan, thành bại, ái ân của tình đời được tô điểm lên lớp tự kỷ, mỹ hóa, nhưng thực chất của mọi hiện trạng vẫn là ích kỷ, tham lam, si, ái dục, danh lợi, khổ và không. Đức Phật nhận thấy chúng sanh đắm chìm trong hư giả mộng huyễn, liên miên chụp bắt chấp trước, rồi sanh ra tranh chấp tạo đau khổ cho nhau, nên động lòng thương mà thuyết giảng hướng dẫn để cho người đời tỉnh thức. Kinh Lăng Già nói: thế gian ly sanh diệt, du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, nhi hứng đại bi tâm, viễn ly ưu đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Nghĩa là nếu thế gian lìa sanh diệt thạnh, suy vinh nhục hơn thiệt, thì giả huyễn như hoa đốm giữa hư không. Nhưng chúng sanh không nhận rõ điều đó nên đắm đuối khổ lụy. Vì vậy, Phật động lòng từ bi mới giảng thuyết giáo pháp để cho chúng sanh thấu rõ vạn sự thế gian là mộng, đừng dông rủi, nên gắng tu để giác ngộ, chứng chân thật giải thoát. Để tránh rơi vào cái khổ tâm thao thức triền miên của kiếp người bất an, Đức Phật khuyên con người nên sớm tu tỉnh. Muốn tu tỉnh thì trước nhất phải mở rộng lòng ra, biết trì túc, hỷ xả, bố thí, thương giúp người, biết phản tỉnh tự tâm, biết rõ ta từ lòng mẹ ra đời với hai bàn tay trắng, và ngài từ giả cõi đời này cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Tình ân ái vợ chồng, con cái quyến thuộc, có thương tiếc nếu kéo lại cũng không được. Dẫu giàu có, tiền kho bạc biển cũng không mua chuộc được với tử thần. Quỷ vô thường đến dắt đi không thể hẹn trước. Mạng sống của đời người chỉ trong hơi thở, thở ra mà không hít vào là kết liễu mạng sống. Sớm còn tối mất nào có chắc gì. Nếu chúng ta không biết tĩnh tu, suốt tháng năm, suốt cả cuộc đời, cứ chạy theo hy vọng hão huyền để cho lòng tham lam, ái dục, ích kỷ lôi cuốn, một mai nhắm mắt lì đời, có ân hận mình sao vụng tu thiếu phước cũng chẳng kịp. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu chuyện thứ 4. Chỉ vì lười biếng, hai đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân bị quỷ ma trừng phạt. Rất nhiều người tưởng rằng làm việc xấu mà không ai thấy thì sẽ không sao, vậy nên chẳng việc ác nào mà không làm. Tuy nhiên, trên đầu 3 thước có thần linh, không việc gì có thể qua mắt được chư thần. Mùa xuân năm 1945, Lão Hòa Thượng Hư Vân từ Vân Môn đến Nam Hoa truyền giới. Lúc đó, tại thiền tự Vân Môn có 2 vị tăng nhân, một vị pháp danh là Cổ Văn, một vị pháp danh là Truyền Chân, cùng ở một phòng. Vào một buổi sáng, tiếng chuông đã vang lên nhưng 2 người đều chưa rời khỏi giường. Một lát sau, Truyền Chân hỏi Cổ Căn: "Có tiếng chuông rồi, sao không dậy niệm kinh?" Cổ Căn nói: "Ta trong người có chút khó chịu, ngươi dậy đi." Truyền Chân duỗi cái lưng mệt mỏi nói: "Ai, ta cũng chẳng muốn đi, phương trượng đi vắng rồi, lười biếng một xíu cũng không sao." 2 người lại tiếp tục ngủ. Một lát sau, then cửa đột nhiên kêu két một tiếng, rồi cửa tự mở ra, một làn gió lạnh từ ngoài lùa vào. 2 người ngước cặp mắt đang buồn ngủ của mình lên xem, thì thấy một con quỷ với cái đầu to hơn cái thân, bàn tay to hơn đầu, mắt trợn tròn, mặt mũi đầy nếp nhăn, tóc dài xõa xuống, răng chìa ra ngoài, nhìn rất đáng sợ. Con quỷ vươn tay đến kéo Truyền Chân ra khỏi giường, rồi ném xuống đất cái bịch một tiếng, rồi răng dạy: "Bồ Tát mở đàn tràng giúp các ngươi tu hành, các ngươi lại không lên điện niệm kinh, không biết hổ thẹn sao, đáng bị đánh." Nói xong thì liên tục đánh vào mông Truyền Chân vài chục cái. Cổ Căn thấy vậy lập tức hô: "Cứu mạng, quỷ đánh người, cứu mạng!" Vừa hô vừa cầm ghế, thang giường ném tứ tung. Con quỷ liền bay đi. Các tăng nhân trong chùa nghe thấy tiếng hô cứu mạng liền cầm gậy gộc chạy tới. Cổ Căn bị dọa đến tái xanh, còn Truyền Chân bị đánh mặt úp xuống đất, thở gấp, toàn thân run rẩy nói không ra lời. Mọi người đưa Truyền Chân lên trên giường, mông bị sưng tấy, phải điều trị hơn 1 tháng mới khỏi. Ngay ngày hôm đó, Cổ Căn và Truyền Chân chuyển sang phòng khác ở, không dám ở phòng đó nữa. Sau đó, có một tăng nhân pháp danh là Đạo Minh, xuất thân từ quân nhân, ỷ biết võ thuật, giỏi quyền pháp, xung phong nói: "Không sợ, để ta đến ở phòng đó." Rồi buổi tối cầm theo cây gậy sắt ngủ trên giường của Truyền Chân. Nửa đêm, then cài cửa lại két một tiếng rồi mở ra. Một bóng đen xuất hiện cùng cơn gió lạnh. Đạo Minh bừng tỉnh, nhớ tới cây gậy sắt ở bên cạnh, nhưng toàn thân tê cứng, không cách nào nhúc nhích được. Con quỷ nói: "Người có chủ tâm bất lương, đã xuất gia rồi, phải vứt bỏ tâm hiếu chiến. Giờ ta không đánh người, ngươi sẽ không biết hối cải." Đánh xong, con quỷ lại rời đi. Lúc này, Đạo Minh mới phục hồi sức lực, chạy ra khỏi phòng, sợ hãi hô to: "Cứu mạng, cứu mạng, quỷ lại tới!" Chúng ta nghe thấy lại cầm gậy chạy tới. Thấy Đạo Minh sợ tới mức toàn thân rã rời, ngồi tựa vào góc tường ở hành lang. Mọi người đưa Đạo Minh trở về phòng, lại nấu canh gừng đường đỏ mang đến cho Đạo Minh uống. Uống xong, Đạo Minh mới tỉnh táo trở lại, rồi chậm rãi kể lại sự việc. Đạo Minh nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe trở lại. Tháng 4, Lão Hòa Thượng Hư Vân từ Nam Hoa thiền tự trở về. Chúng tăng kể lại chuyện có quỷ đến dọa, không dám ở căn phòng kia nữa. Đêm khuya, Lão Hòa Thượng Hư Vân ngồi thiền, thấy một ông lão mặc áo bào màu trắng đến trước mặt, cung kính nói: "Tôi ở phía sau núi đã được mấy trăm năm. Đoạn thời gian trước, ngài đến Tam Hoa truyền giới, cũng vừa đúng lúc tôi ra ngoài. Thấy các hậu bối tu luyện trễ nải, tôi đã ra tay trị bảo, nay đến đây để tạ tội với ngài." Lão Hòa Thượng Hư Vân nói: "Đã xuất sơn rồi thì phải biết sống an phận, không được can nhiễu đến chúng tăng ở đây." Ông lão nghe xong cáo tạ rời đi. Từ đó về sau, sự việc như vậy không phát sinh nữa. Câu chuyện thứ 5: Hiếu thuận thoát nạn sét đánh. Ngô Nghị là một người dân nghèo ở huyện Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây, hầu hạ chăm sóc mẹ già hết sức hiếu thuận, luôn cố gắng làm cho mẹ được vui lòng. Một hôm, có thầy tướng số đi ngang qua nhà, chăm chú nhìn ông hồi lâu rồi nói: "Cứ theo sát khí hiện thấy thì đúng giờ ngọ ngày mai ông sẽ bị sét đánh chết. Ngô Nghị nghe như vậy thì vô cùng hốt hoảng. Tuy ông không hề sợ chết, nhưng lại sợ không có ai chăm sóc hầu hạ mẹ già. Liền theo khẩn khoản, van xin thầy tướng số chỉ cho một phương cách cứu nạn. Thầy tướng lắc đầu nói, ta cũng chỉ là thấy sao nói vậy. Chuyện nghiệp duyên nhân quả của mỗi người đều tự làm tự chịu, ta cũng không có cách nào hóa giải được. Nói rồi dứt áo đi thẳng. Ngô Nhị lại nghĩ, nếu mình bị sét đánh chắc chắn sẽ làm cho mẹ kinh hãi. Vì thế, sáng hôm sau ông chuẩn bị thức ăn điểm tâm cho mẹ xong, liền thưa với mẹ. Thưa mẹ, hôm nay con có chút việc phải ra ngoài, xin mẹ hãy qua ở tạm bên nhà của hàng xóm. Nhưng người mẹ không chịu đi, lại khăng khăng muốn giữ ông ở nhà. Ông còn đang bận bịu chưa dứt ra, thì bỗng thấy mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Sấm sét nổi lên ầm ầm, chớp nhoáng rực trời. Ngô Nhị càng thêm lo lắng, sợ nếu mình ở đây thì sét đánh xuống sẽ làm cho mẹ kinh hãi. Vội vàng đóng chặt cửa lại rồi chạy thẳng ra ngoài đồng, ngồi đó chờ sét đánh. Không ngờ, chỉ trong chốc lát mây tan mưa tạnh, bầu trời lại trong sáng trở lại. Ngô Nhị vẫn không bị sét đánh, bình an trở về nhà. Hôm sau, thầy tướng số đi ngang nhà, nhìn thấy Ngô Nhị thì kinh hãi nói, ông làm sao có thể thoát được đại nạn đó vậy? Ngô Nhị trả lời, tôi không biết, rồi kể lại cho thầy tướng số nghe tường tận mọi việc. Thầy gật đầu nói, ta đã rõ rồi, đó là do lòng hiếu thảo của ông cảm động thấu trời xanh nên mới trải qua đại nạn không chết. Từ đó về sau, Ngô Nhị càng hết lòng hiếu kính với mẹ già, sớm diện trông thấy không ai là không kính phục. Câu chuyện thứ 6, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 5 năm trước, trong khi cùng đi bộ với người chủ của mình, cô chó Momo đột nhiên chạy đến một khu vực và bắt đầu sủa ầm ĩ. Người chủ của Momo là ông Yamashita đã nhanh chóng đến gần để kiểm tra điều gì khiến cho Momo liên tục thu hút sự chú ý của ông. Khi đến nơi, ông Yamashita đã bất ngờ phát hiện ra một chú chim non yếu ớt đang nằm trên mặt đất, không thể bay. Ông Yamashita đã đưa chú chim về nhà và hy vọng có thể chăm sóc cho chú khỏe mạnh trở lại. Ông đặt tên cho chú chim nhỏ này là Susumi. Tuy nhiên, mặc dù Susumi được duy trì mạng sống, nó vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng nó sẽ không bao giờ có thể bay được nữa. Do đó, ông Yamashita đã đăng ký với một tổ chức tình nguyện bảo vệ động vật hoang tại quận Chiba, Nhật Bản, để tìm hiểu cách chăm sóc đúng đắn cho Susumi. Lúc đầu, ông Yamashita lo ngại rằng Momo có thể làm tổn thương con chim nhỏ, nhưng điều đó đã không hề xảy ra. Momo trìu mến nhìn Susumi, liếm láp cơ thể nhỏ bé của nó như liếm một chú chó con. Về phần mình, Susumi có vẻ khá gắn bó và quấn quýt với Momo. Chúng ở cạnh nhau và gần như không tách rời. Đó là cách hai người bạn đã cùng sống trong suốt gần 5 năm qua. Momo bây giờ khoảng 8 tuổi, trong khi Susumi được coi là khoảng hơn 5 tuổi, dù trong tự nhiên, loài chim này chỉ sống được khoảng 1 đến 3 năm. Ông Yamashita cho biết, ông hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh trong một thời gian dài nữa. Câu chuyện thứ 7, ruồng rẫy người yêu khi mang thai, quả báo tà dâm. Tôi gặp em vài tuần đã ngỏ lời yêu, em dịu dàng cả tin, suy nghĩ chưa đến 5 giây đã e lệ gật đầu. Ngày ấy tôi đang làm ở một cơ quan nhà nước, em là công nhân xí nghiệp may. Hai đứa đồng hương gặp nhau ở một thành phố bon chen tấp nập, dễ mũi lòng và tìm đến với nhau. Em là gái quê da trắng, dáng rất đẹp, tóc đen mềm như lụa, ăn nói lại duyên. Có em bên cạnh, cuộc sống của tôi đỡ tẻ nhạt. Thời gian đầu, tôi tặng em ngày tháng lãng mạn với những buổi tối chạy xe dạo quanh thành phố, hoa ngày lễ và bánh trái quần áo tặng em ngày thường. Em hạnh phúc ra mặt, coi tôi như món quà vô giá của định mệnh. Về sau, tôi bảo rất nhớ em mỗi lần phải xa cách. Tôi muốn em dọn về ở chung cho tiện. Hứa là vài năm nữa, kinh tế ổn định, tôi sẽ cưới em. Em ngoan ngoãn nhận lời. Đời tôi bước sang một trang mới. Tôi hài lòng với căn hộ sạch sẽ, thoáng mát dưới bàn tay em chăm sóc. hài lòng với những buổi chiều tan sở có em dọn sẵn cơm đợi tôi về, và những đêm lê thê dài nhưng không còn cô đơn. Cuộc sống chung cũng xảy ra mâu thuẫn khi tôi la cà với bạn nhậu về khuya hay thỉnh thoảng tán tỉnh vài cô khác. Nhưng tôi vốn miệng lưỡi ngọt ngào, em lại quá hiền lành. Tôi cứ gây lỗi rồi tỏ ra thành thật xin lỗi. Em đều tha thứ hết. Ngày tháng cứ thế trôi đều êm ấm. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi em đột ngột báo đang có thai. Tôi vốn rất cẩn thận, không ngờ lại để xảy ra sự cố. Chuyện đã lỡ, tôi chỉ còn nước tìm đường thoát thân. Tôi nói thẳng rằng gia đình đang định làm mối cho tôi với một cô gái khác, có công việc ổn định và môn đăng hộ đối. Tôi sẽ chuyển công tác về tỉnh, rồi tính chuyện kết hôn. Em gần như ngã quỵ khi thấy tôi trở mặt. Em khóc lóc, đai nghiến, dọa dẫm rồi năn nỉ cầu xin tôi ở lại. Tôi không thèm nhìn mặt em lấy một lần. Phũ phàng, dứt bỏ cuộc tình kéo dài hơn 2 năm. Trước khi đi, tôi gửi lại một khoản tiền để em phá thai. Em hét vào mặt tôi: "Tôi có chết cũng phải sinh đứa con này, để xem anh còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, để xem lúc nào thì anh gặp nghiệp chướng." Khi tôi rục rịch chuẩn bị đám cưới, cũng là lúc cả làng đồn ầm chuyện em dại dột, chuyện tôi phụ bạc, điệu cán, làm tan nát một đời con gái. Em về quê ở hẳn với bố mẹ đẻ, chờ ngày sinh con. Tôi làm ở trên tỉnh, cuối tuần về thăm nhà, hay thấy em đang đứng thẫn thờ bên cổng làng như đang cố đợi ai. Bụng em ngày một phình to nặng nề. Tôi phóng xe vụt qua em, lạnh nhạt và trơ trẽn. Em hạ sinh con trai. Con đầy tháng, bố mẹ em bế con sang nhà tôi rồi ba mặt một lời. Bố tôi chối đầy đẩy, mẹ tôi biểu môi: "Đũa móc ai lại chọi mâm son." Tôi hèn hạ trốn tiệt trong phòng, sợ phải nghe tiếng đứa trẻ khóc ngặt nghẽo. 2 tuần sau, tôi cưới vợ, đám cưới to nhất làng. Rồi cũng đến ngày vợ tôi lâm bồn, tôi mừng thầm vì sắp được chính thức làm bố mà không phải sợ thị phi. Nhưng con tôi mãi mãi không được nhìn thế giới này. Nó nằm lại trong bụng mẹ. Tôi không dám tin vào tay mình khi bác sĩ bảo vợ tôi đã qua đời lúc vượt cạn. Trên đời này quả thực có luật nhân quả sao? Nếu đó là quả báo, sao không đổ thẳng vào đầu tôi mà lại hành hạ vợ con tôi non nớt vô tội? Từ lâu, lương tâm tôi mục nát vì thói bạc bẽo. Từ nay đến cuối đời, nó sẽ bị cảm giác tội lỗi đeo bám không tha.